Đến Bình Phước, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản đã trở thành thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn nổi tiếng cả trên thế giới. Nói đến đây, có lẽ các bạn đã đoán ra rồi, đó chính là hạt điều. Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ điều của Việt Nam. Hạt điều Bình Phước được đánh giá là thơm ngon, béo ngậy nhất thế giới. Chất lượng đặc thù này là do điều kiện tự nhiên, địa lý của khu vực phù hợp với sự phát triển của cây điều, đồng thời do kinh nghiệm của người trồng điều ở Bình Phước đã được tích lũy qua quá trình canh tác chế biến. Sản phẩm hạt điều Bình Phước khá là phong phú như hạt điều rang muối truyền thống đã bóc vỏ lụa hoặc chưa bóc vỏ, hạt điều vị wasaki cay nồng ngậy thơm, hạt điều vị mật ong thơm ngon giòn ngậy, hạt điều cốt dừa béo bùi, bánh hạt điều giòn tan ngọt thanh, kẹo hạt điều đậm đà, nâng vị trà chén. Còn chưa kể đến các món ăn kết hợp với hạt điều như chè hạt điều, xôi hạt điều, gỏi tôm hạt điều, gà hầm hạt điều. Có lẽ các sản phẩm trên các bạn đã từng được thưởng thức, nhưng hạt điều tươi nướng than hồng thì khác, không phải ai cũng có điều kiện có dịp để thưởng thức. Hôm nay clip 365 sẽ giới thiệu với các bạn về cách nướng này. Hạt điều tươi là hạt điều được ngắt ra từ quả điều chín chưa qua sơ chế như các bạn đang thấy. Một lưu ý quan trọng trước khi tiến hành nướng mình muốn khuyến cáo với các bạn, đó là tuyệt đối không cho trẻ em nướng món này. Và khi bạn bỏ hạt điều tươi vào than hồng đang cháy thì nhanh chóng nướng xa nó ra, tối thiểu khoảng cách là 1,5 m, dùng gậy dài với khoảng cách tương ứng để đảo hạt điều cho không bị cháy. Vì sao phải đứng xa chúng nướng? Vì vỏ hạt điều tươi có chứa axit, khi gặp lửa nó sẽ xì ra và bắn văng tung tóe. Nếu văng trúng vào da thì bị phỏng, vào mắt thì cực kỳ nguy hiểm. Trước khi nướng, bạn phải mồi than cho hồng hoặc sử dụng củi để đốt tạo thành than. Ở Bình Phước, đa số người dân sử dụng củi cao su cháy rất bén và dễ kiếm ở trên lô cao su. Sau khi bếp hồng lửa như thế này, các bạn bỏ hạt điều vào. Nên bỏ với số lượng từng ít một để rảnh tay đảo liên tục cho hạt điều không bị cháy. Sau khi bỏ hạt điều vào bếp nướng thì nhanh chóng bước ra xa, dùng que gậy đảo hạt liên tục trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 phút. Hạt điều nướng chín nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng hạt điều nướng nhiều hay ít và nhiệt độ nóng của than lửa. Lưu ý, khi vỏ hạt điều vừa ngả màu đen là phải lấy hạt ra khỏi bếp. Khi lấy hạt ra khỏi bếp, axit trong vỏ hạt vẫn cháy và tiếp tục cháy với nhiệt độ vừa phải, đủ làm cho nhân bên trong hạt chín vàng đều. Nếu không lấy ra kịp, lượng lửa axit trong vỏ cộng thêm nhiệt độ lửa của than hồng sẽ làm cho hạt cháy đen và không ăn được. Sau khi lấy ra, để khoảng 2-3 phút cho hạt bớt nóng, bạn dùng que gậy hoặc vật cứng đập vào hạt cho bể vỏ ngoài, rồi lấy nhân hạt ra. Sau đó bóc vỏ lụa của hạt rồi thưởng thức. Nếu ăn cả vỏ lụa của hạt thì rất chát, không ngon. Nhân hạt vừa đập ra, ăn ngon hết sảy và vô đối. Nhân vừa nướng xong, còn nóng hổi, nhai giòn tan, béo ngậy, thơm nồng, quyến đến mãi trong từng kẽ răng đầu lưỡi. Ăn hết hạt này lại muốn ăn hạt khác. Ăn xong lại muốn ăn thêm. Ăn chừng 10 hạt sẽ xóa tan cơn đói, còn ăn 20 hạt thì nhịn ăn cả ngày cũng được. Vì nhân hạt điều có nhiều thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người như protein, lipid, carbon hydrate, nhiều chất khoáng như phosphor, magie, calcium, kali, sắt. Đặc biệt là chỉ số đường trong nhân hạt điều rất thấp, chỉ có 9,5%. Trong khi đó, các thực phẩm khác như xôi với chỉ số đường huyết rất cao lên tới 79%, gạo lứt là 63%, bánh mì 55%, cơm gạo tấm 53%, bún 51%. Nhân hạt điều còn giàu năng lượng hơn các thực phẩm khác như ngũ cốc, thịt, cá. Đến đây mình xin tạm dừng vlog. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh clip 365 trên YouTube. Hẹn gặp lại trong các vlog tiếp theo.